Để em đưa anh về. Bạn tao đưa tao về rồi. Bạn nào? Bạn lát chị về thì nhớ cầm thuốc cho anh nhà uống để chống phù nề. Liều lượng thì tôi ghi sẵn ở trong đơn đây rồi. Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Ở đây là xe khó quá. Để tôi ra ngoài vẫy, khi nó có thì anh ra nhé. Chị ơi, đây có phải là trạm y tế xã Ngũ Hiệp không chị? Đúng rồi em ơi. Cảm ơn chị ạ. Vâng, vâng. Chết rồi. Làm sao? Anh Tuệ với cả chị Khanh đến. Ai mà gọi chúng nó? Tự gọi đâu. Lạnh à? Bây giờ mà chị Khanh thấy tôi trong cái bộ dạng này thì kiểu gì chị cũng đánh giá. Chị không biết tôi làm công việc này đâu. Làm cái gì? Trốn. Thì lượn đi là xong, nhưng làm sao phải phức tạp thế? Ừ nhờ, cũng quá hóa đần. Đây đây đây. Anh, trời ơi, anh có bị làm sao không? Hả? Sao không ạ? Sao? Tay thế này. Thế người có bị làm sao không? Nó bảo là không sao mà lại cái thằng này. Đến lúc có sao ấy thì cũng mà ngửi đất rồi. Thế ai báo mà hai vợ chồng biết? Ui, tin bác đầy trên mạng đây này. Xem đi. Đây, lục bác chưa? Thế thì em mới biết mà tìm đến chứ. Bác làm cho em lo quá. Đâu cái thằng này. Thế mà anh công an bảo sao? Hỏi an mấy thứ thôi. Bảo nó đang truy tìm. Mai lại làm việc tiếp. Thôi, em quyết định rồi. Anh về nhà ở đi. Em mới tiện chăm sóc được. Chứ tay chân như thế này thì làm ăn cái gì nữa. Tao có liệt mà phải chăm. Nhưng mà tay như này thì làm sao mà. Anh, bác đã không thích thì anh cứ ép bác làm gì. Bác ở ngoài khi thoải mái hơn bác nhỉ. Ai thoải mái? Thế cái mầm đâu? Cháu ở nhà bác ạ. Thế hai vợ chồng đi bỏ nó nhà mình à? Không, anh Tuệ để điện thoại ở nhà. Có vấn đề gì cháu gọi luôn, bác cứ yên tâm. Thôi được rồi, tao không sao. Hai vợ chồng về đi, con nó sợ. Để em đưa anh về. Bạn tao đưa tao về rồi. Bạn nào? Bạn là con gái ạ? Ui, có cả bạn gái đưa về cơ đấy. Thế mà giấu em ấy nhá. Này, nhìn cái túi này trông cũng có vẻ... Trông có điều kiện. Thôi được rồi. Hai vợ chồng đi về đi. Tao đợi bạn tao cho tôi về sau. Này, hay là anh để cho hai vợ chồng em chào bạn anh một tiếng được không? Đằng nào cũng là chị dâu tương lai nhỉ? Ăn vả mày ở nhá. Sao? Đi về đi, ở đây người ta ngại. Mới à? Bạn nghe mới thì em chờ được. Cô cười gì? Không, em có cười gì đâu. Em mừng quá. Ơ kìa. Hả? Đang ở trạm y tế mà mừng cái gì? Tay em đau rồi. Em nói cái chuyện đi đâu. Đi về đi. Em về ạ. Về đi. Này, như em bảo ấy, tay đang đau ấy, về thẳng nhà luôn nhá, đừng có đi ra khách sạn trước cái đấy nhá. Bác, ngồi. Tại sao tụi em cười? Có gì em đang nói chuyện của bác. Không anh, đùa dai. Cười gì mà cười? Tôi nghe thấy hết rồi đấy nhá. Nghe được cái gì? Anh bảo ai là bạn gái của anh? Cuồng quá thì nó phọt ra thì ai biết được. Và vũ vẩn. Đi về. Lần sau cấm được nói thế đấy. Đi.
đi giày của bạn à? Nằm mơ. Mở cửa. Chìa khóa. Trong túi. Để. Anh về đi còn gì nữa? Hôm nay anh ở đây với em. Về đi. Về đi. Trời ơi. Không, về đi. Bỏ ra. Anh làm gì đây? Xem thế thôi con. Xem cả ngày như thế này còn gì là mắt với mũi nữa. Mẹ bảo cho con xem tẹt ga mà. Bậy bạ. Con là phải học. Chứ cắm mặt với điện thoại như thế này chỉ hư người thôi. Mẹ bảo học làm gì cho tốn sức. Cùng lắm giống như bố mày đầu đường xó chợ có ngày. Không học mới dốt. Cái gì cũng vậy, cũng đều phải học cả. Thế bố là giang hồ, bố có học không ạ? Giang hồ dễ lây lắm phải không bố? Mà sao ai cũng bảo con phải tránh xa bố, không lại lây ạ? Khi chiều em cư xử kiểu gì đấy? Kiểu gì? Khó khăn lắm anh Chí anh mới về đây chơi. Thế mà em coi anh như là khách ấy. Không hiểu em nghĩ cái gì nữa. Anh chả nghĩ cái gì cả. Giờ bác ở nhà mình nữa đâu. Lâu lâu anh ấy mới về. Thì mình coi như là khách chứ không sao đâu. Em cũng có em trai. Có bố, có mẹ. Thế chả lẽ mỗi lần em về nhà mọi người coi em là khách à? Anh đừng có lôi người nhà em vào. Nếu em muốn anh không lôi người nhà em vào ấy, thì em hãy học cách tôn trọng người nhà của anh đi. Ý của anh là bây giờ ở cái nhà này, mình phải học cách trao đổi qua lại với nhau đúng không? Thế em cư xử như thế với anh trai anh chưa đủ lịch sự à? Như thế mới là lịch sự à? Anh nói thật nhé, với em ấy, là anh đã nhịn nhiều lắm rồi đấy. Bà theo tôi làm gì? Hả? Tưởng phải cho bà già này tiền à? Hả? Sao phải chạy nhanh thế? Không ổn rồi. Bọn nó phát hiện ra mình rồi. Với số tiền này, tao với mày đủ để làm lại cuộc đời. Đi đi, đi. Chạy đi. Anh trai của anh Tuệ mới về nước. 10 năm lặn một hơi không thấy sủi tăm. 10 năm rồi gia đình người ta mới đoàn tụ. Anh chỉ còn mỗi mình anh là người thân thôi. Từ bây giờ anh không được khổ nữa. Em sẽ lo cho anh. Chắc mai anh đi tìm việc. Mày muốn cướp luôn số tiền đấy, định né tao à? Nhận ra em không anh? Mày muốn gì? Việc làm. Em là người bình thường, về đến nhà bao việc rồi, chăm chồng cho chăm cả anh chồng nữa. Em làm như thế thì những người như anh Chí còn biết sống ở đâu ở trong cái xã hội này nữa hả em? Để tao giúp mày. Cút. Nghèo thì không được phóng khoáng, cũng không được sĩ. Cái cảm giác mà mình ở giữa gia đình mình mà lúc nào cũng thấy bơ vơ, đúng là khó chịu thật. Thế còn bây giờ anh muốn gánh cho anh trai anh cả đời thì anh cứ việc gánh nhá. Nhưng chúng ta là người nhà mà, người trong một gia đình mà. Thông cảm cho anh em anh.